Báo cáo các bác là các loại đầu dàn rất là nhiều. Trung bình là những chiếc đầu dàn này có mức giá tầm 400.000, 500.000, 700.000. Hoặc là các bác là muốn ghép một chiếc đầu dàn này với lại một đôi loa theo dàn. Những bộ đó nó tầm khoảng độ 700.000, 800.000 đến hơn 1 triệu. Tùy các cấu hình ạ. Bởi vì những cái cấu hình hơn 1 triệu là một là nó rất đẹp. Hai là nó có thể cắm USB, ba là bộ nhớ, các thứ nó liên quan. Các bác nào thích cấu hình như thế nào thì bác liên hệ nhé. Liên hệ hoặc nhắn tin cho em, vào số điện thoại này. Em sẽ thông báo cấu hình và em ghép cho em gửi cho nhiều bác đấy. Hôm nay chiều nay có một hai bác cũng đặt đấy. Bác bảo tôi điều kiện tôi chỉ có bộ 800 nghìn thôi. Anh ghép cho tôi, em sẽ ghép. Em đã ghép cho bác cái bộ Victor, loa Victor luôn, nghe nhạc thoải mái. Nên là tùy các bác nào muốn ghép thì báo cho em. Đầu thì nhiều lắm. Đầu giờ âm ly. Ví dụ như giọng loại audio này thì nó trung bình, những cái bộ của nó trung bình thì nó phải có từ 1.8 triệu đến hơn 2 triệu một bộ. Loại này với công suất nó lớn hơn. Đấy, còn dàn thì rất là nhiều. Là nhiều lắm, nên là em cứ nói như đây, dàn này em vừa xếp cả đống đây này, các bác này. Nhiều lắm. Ví dụ những cục dàn này em xếp với lại một đôi loa nữa thì nó chỉ tầm khoảng độ 800 đến 1 triệu hơn 1 triệu, nó tùy từng mã mà. Có những mã những con dàn có công suất nó khủng quá. Hoặc là những chiếc đầu này các bác mua nó chỉ 300-400 hay 500 thôi, tùy. Các bác là muốn nguyên cục dàn riêng cũng có rất là nhiều. Đây này, nó rất là nhiều. Bởi vì em lấy cái này cho các bác tầm ít tiền chơi. Các bác thích ít tiền chơi, bác cắm tivi, điện thoại, máy tính, laptop vào. Đây, rất là nhiều. Đấy, bởi vì là nó hàng nó nhiều như vậy. Nên là em cũng quay qua để giới thiệu cho các bác. Bác nào có nhu cầu gì thì bác nhắn tin vào chủ động giúp em. À chết rồi, còn một bác nữa, bác bảo tìm cho bác cái đầu dàn có khiển. Quên mất đấy. Rồi kìa.